Giờ nó mềm giờ đã đông ha. Giờ nó mềm rồi đó. Cách làm thì giống như mứt me hả mẹ? Giống vậy. Mình bỏ ngăn đá là nó tự mềm. Hồi xưa là nhớ chạy qua bên cô Sáu mượn cái dạ, nắp máy chà cắt chà tròn tròn ờ à, đúng rồi, lấy tay lăn á, lăn 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 nó dập. Nhưng mà cái nắp máy á nó có cát á, nhiều khi nó dính vô đó ăn xám. Bạn Sơn chào bà con ha. Bữa nay mình làm mứt chùm ruột. Thì hồi xưa đó nhà mình là lăn nó ở dưới cái nắp máy, rồi đang cho nó dập, rồi chút xíu mình sẽ dắt ra nước. Nhưng mà bây giờ đó là mình có cách là mình bỏ vô ngăn đá đó khoảng tầm 1 đến 2 ngày rồi mình rã đông ra là nó sẽ dập ha. Mình bóp nha, dắt nó lấy nước đi. À, giống như mứt me mà mẹ làm Tết vậy đó. Bữa qua chú Bảy làm còn nhiều lắm chị. Nhưng mà em với Xuyến hái có chừng phần tư à. Nay là nó tới mùa chùm ruột đó Sơn. Dạ. Hồi xưa nhà mình có cây to. Chùm ruột hay chùm ruột? Có người nói chùm ruột, có người nói chùm ruột. Giờ kiếm cây chùm ruột chứ không ra mà. Nó thích cây chùm ruột để ăn lá. Hồi đó nhiều lắm Sơn mà giờ họ đốt hết Sơn. Dạ. Tại vì nó không có kinh tế đó. Hồi xưa đó bán được, giờ sao không ai mua, giờ chỉ làm mứt không chứ hồi đó họ mua hay làm bia. Hồi xưa con nhớ nhà mình có cái cây chùm ruột á. Người ta tới người ta mua. Dăng cái lưới mông dưới chị thì lên thọt á. Dạ. Với lại khi người ta làm mứt á mẹ, người ta xỏ sâu sâu vô trong một cái cây cây tre đó mẹ. Người ta bán cây vậy 100 đồng, 200 đồng á. Cây họ dạ. Cây tre đó, cái họ vô. Hồi đó bà ngoại có mua mình ruột bán nữa. Thì dạ. Người ta làm bia. Dạ. Bia tươi á. Ta bỏ trái cây vô đằng ủ lên men. Chị Sơn ca làm đi rồi ai mua điện thoại á tặng khuyến mãi. Người sâu. Sơn nhớ hồi đó mình đi học với người ta xỏ vô một cây vậy khoảng chừng hai trăm ra. Xỏ thưa thưa ra. Nhưng mà khoái cầm vậy đó. Ví dụ 500 đồng. Một cây chắc nhiêu đây à? Ví dụ một cây khoảng 100 đồng hay gì đó, khoảng cầm mấy cây vậy á. 200 đồng vậy đó. Thưa là chứ không có khách. Khách là nó nhiều lắm, phải xỏ thưa chứ. Hello Sơn nè. À, xuống đây mới hai làm. Xuống mới hai cho mức nè. Chút xíu mới hai làm. Dạ trời. Ha. Ngồi đợi mới hai làm chút ăn ha. Dạ, cảm ơn mới hai đi. Con cảm ơn mới hai đi. Hồi nãy nó kêu vậy nè. Má hai. Ăn đi, ăn thử đi. Nó đừng có. Thôi, không mới mượn. Dạ nó đòi chùm chùa khá mẹ Xuyến nó đi cho nó mấy trái lạnh lạnh hả? Nó đòi chơi á. Cái trái dầm ruột nhà mình hồi xưa nó bự lắm mẹ. Nó bự gấp 3 lần. Dạ. Dập tơ sao? Còn cây này nó nhỏ. Cái này chắc nó lỏng. Dạ. Lỏng hết. Dạ. Nó về cái trái nó nhỏ đó mà. Cái kia nó bằng hai đó gì. Con nhớ hồi đó mình bán đông bằng cái lít đó mẹ. Ừ. Ủa nước này chua lè à. Giờ dắt nữa không mẹ? Dắt nữa. Nước chua lè à. Giờ dắt thêm cái nữa hả? Này nó dắt sơ sơ rồi. Vậy là dắt hai lần phải không? Để bóp á, để cho nó nước á. Dạ. Xe ca hồi đó không có biết xe ca, dắt cái hải queo, quẳng cái ruột nó mất sạch hết trơn. Dạ. Dắt chưa thôi mà. Dắt nó gì là vừa nè. Dạ. Còn mình để nó lạnh nhiều á, cái mình dắt nó sắc rạc luôn. Sắc rạc luôn. Dạ, nó không có ngon nữa mà. Nó còn không cái sơ sát nữa. Sơ sát nó không còn thịt, dày dừa nè. Đúng rồi, nó còn cái sơ đó mà. Ừ, mẹ dắt cho hai đứa lặt. Làm xong đi rồi Xuyến lấy ra phía trước bán. Chùm ruột thì mình đi xin. Mà đường thì rất là rẻ ha. Đó, lấy công làm lời mà. Làm xong rồi lên trước bán rẻ. Rẻ. Bán cỡ nào cũng có lời hết đó. Hả? Anh lên bên cửa hàng anh bán dễ. Bán không đồng. Giờ làm xong đi lên. Công nhận hồi xưa không có gì ăn cái gì cũng ăn được hết. Chùm ruột cái đập với nước mắm. Đâm với nước mắm ớt. Dạ. Vậy mà múc ăn ngon lành luôn. Giờ đâu có ai ăn cái đó nữa. Dạ. Hồi đó không có gì ăn hết. Không biết cô chú mình có ai còn nhớ món chùm ruột đâm với nước mắm ớt không? Đâm dập 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 nước mắm với đường hả mẹ? Với ớt hả? Mặn mặn ngọt ngọt cay cay. Đường múc ăn cay ít hà. Ít hà luôn. Ít hà luôn. Vừa chua vừa cay. Nhắc thèm mà. Vừa chua vừa cay. Chua vừa cay. Ít hà ít hà. Cái tỷ lệ đường mà mình làm mứt này mẹ thường mới làm khoảng nhiêu mà? Mình làm khoảng 800 gram, còn ai muốn bớt lại thì bớt, chọn 700 cũng được, mẹ làm 800.
Dạ, từ 7 đến 800 gram được ha. Xài cho 1 kg chùm ruột mà dắt rồi. Dắt héo vậy rồi ha. Rồi cả nhà mình có thể tham khảo nha. Là mình xào xong rồi còn dư thì mình bỏ. Cho nó đủ. Mình dư được xíu thì có dư thì bỏ. Chứ ít quá thì nhiều khi nó không đủ ha. Không đủ. Tại nó là mứt mà nó phải ngọt. Nó không đủ bóng. Dạ. Chứ tùy theo là cái mình dắt nó nhiều hay ít á, này mẹ dắt vừa phải thôi. Vừa phải. Đó. Cả nhà thấy nó hơi héo héo vậy thôi nè. Chứ nó không có sát ra. Mình thấy nó mình ăn thử ha, nó không chua tại mình cái khăn mình dắt với lại do trái chùm ruột mà nó không chua mình thêm vài trái tắc để cho nó chua lại. Tức là cái chùm ruột chua là mứt mới ngon. Nhưng mà phải dắt ra rồi thêm tắc vô. Nếu không chua thì nếu không chua thì thêm xíu nước tắc cho thơm. Chứ mình không có lấy cái chua của chùm ruột ha. Nếu không đủ độ chua của mình thì cứ lấy tắc cho nó chua chua ngọt ngọt lại. Vậy đó. Chứ mình đâu có để làm chua quá ăn không nổi đó, nó vậy đó. Nếu mà về làm bán cũng tiện ha, giờ người ta có mấy cái máy mà trộn trên chảo á chị, mình chỉ cần dắt ra thì cho máy bấm nút tự xào. Dạ, cái bếp điện á mẹ, nó vừa có cái tay xào luôn, nó tự trở luôn. Dạ, làm gì cái giá thành mới rẻ được, chứ mà mình ngồi trong bếp nửa tiếng tiếng mình tính công nha, mắc quá ăn không nổi. Nhưng mà giờ cũng không có chùm ruột nhiều để làm cô chú mình ha. Hồi xưa hầu như nhà ai cũng có, giờ người ta đốn bỏ ha. Hồi xưa ta trồng ta bán như ngoại mua lẫn đi bán thành phố đó. Trong một cây có mấy trái rồi, nhiều lắm. Hồi xưa nhiều cây sỏ chừng 5 trái hoặc 10 trái. Sỏ thưa thưa ra cho nó đẹp nhiều. Cái sỏ 17 còn bán. Dạ. Yeah. Bà nguyên ngày bà quải sỏ. À, tức là người ta bán ký thì mình về sỏ vô que bán lẻ. Sỏ vô mới bỏ cho con. Ơi. Xe cứu quả hả? Cái gì quả mẹ? Cái gì quả hả? Cái gì quả vậy chứ nghe? Xe cứu quả. Dược này nó ngon, nó không bị sâu nè. Con nhiên lúc thử coi. Xe cứu thương. Xe cứu quả. Xe taxi. Xe taxi. Được hàng không? Được hàng không? Lấy tay. 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 Lấy ký tư là mẹ trừ cái gì? Trừ rồi ha. Đây. Về số 0 ha. Rồi, vậy đúng rồi. À, ký tư. À, thêm nữa nữa là thêm 200 gram nữa. 832. 800 gram là ký hả? Ký 2. 300 gram nữa đi. Là ký 1. Ký 1 đến ký 2. Ký 1 rồi. Ký 1 rồi. 32, dạ. Nữa 2 đi. Ký thôi. Ký ra đi. Ký ra đi. Cái bịch này ký nè. Ừ. Ủa vậy đủ không? Mày đó Sơn. Tại mẹ muốn bằng cái dư bằng gì là đủ. Dạ. Vậy con thấy được rồi đó mẹ. Vậy là 1 ký 4 mẹ xài 1 ký đường ha. Ký 4 chùm ruột. Cả nhà mình có thể thêm xíu nữa cũng được. Thay vì ký 1 là có dư. Ký 1 là dư. Còn ký là thấy được. Có dư á thì mình lấy đó mình làm mạch nha, mình quậy nước uống. Dư dư đó, ví dụ như nãy mà thêm miếng nữa là dư chừng nửa chén nước đường. Dạ. Trời ơi, ảnh đông đo. Sơn Hà. Có Sơn Hà mấy ký? Sơn Hà mấy ký Sơn Hà? Rồi cho tao con đi. Nó không có đường, nó chịu. Thôi được rồi, dăng đó. Cho miếng nước ăn bắt lên sợ. Muốn đi chợ ta, dạ ta cho miếng nước em. Nếu dùng sáng mới xào. À, nó tự tan đường thì sáng mới xào. Rồi giờ mình cho miếng nước ha. Để cho nó dễ tan. Nhưng mà mình xào chút nữa nó thành dăng lên lắm. Nó chảy đường ra rồi nó thắng ra lại luôn, nó dính khô lại luôn. Cho xíu thôi. Xíu cho nó tan đường.
vậy chứ bắt lên trên bếp cái nó tan à. Dạ, nóng không tan anh. Mà nhẹ nhẹ nha. Liếm đường. Dạ, định liếm đường. Giờ cào sơ sơ đang cho nó tan ra này. Bắt tâm bếp nó không khét. Nếu như xong thì mình trộn vậy để sáng nó tan. Giống trộn hồ quá Sơn Hà. Nghe cát sụt. Sơn Hà. Cái này nếu mình thắng khoảng bao lâu được mà? Nửa tiếng không mà? Nửa tiếng trở đi à. Dạ. Đang cho nó tan đường ra xong rồi nó khô trở lại luôn phải không? Ừ, nó ra nước nó sẽ. Dạ. Cái nếp ruột này nó tan ra thì nước đường cũng tan ra nữa. Nó tan ra nước. Sơn Hà liếm rồi. Ngon không Sơn Hà? Ngon không? Chua chua hay ngọt nè. Trời ơi. Ngon không? Ngon không? Sơn Hà thử thích trước. Thôi đừng cho ăn nữa. Đau miệng không? Đau miệng. Đau miệng. Đau miệng. Kiểu sao? Kiểu cát á. Kiểu kiểu cũng là được rồi. Rồi, rồi để cho nó xíu đi, nó tan ra. Tan được hả mẹ? Ừ, tan được. Thứ hai cho chút bà nội cho nghe. Chút xíu nó thành mứt rồi nội cho. Đã luôn. Mình để xíu nó tan ra rồi nè chị. Nóng nóng nó tan rồi. Tan rồi. Lại có chút xíu nước hả? Mình làm dĩa thì mình phải thêm tí nước. Còn không thôi để tự nó tan. Cái này khi mình xào thành mứt thì để lâu lắm nó không hư phải không ạ? Không. Ngày xưa mình không có tủ lạnh á. Cái mình bỏ vô bạch mình bảo quản cũng được, thấy cũng khá là lâu. Bây giờ mình sướng chỗ có tủ lạnh á. Dạ. Yeah. Bỏ vô sợ thì bỏ ở đó. Thôi mình làm được rồi. Sơn Hà chạy đi nè. Lấy màu hả? À, trái gác cái chị. Chặt cho mẹ miếng nha. Mẹ đông lạnh. Xíu nữa đi chưa mẹ. À, chút nữa mình thả vô cho nó tan lên cái này. Cho dạ cho tan luôn. Chặt bỏ vô miếng. Không. Chặt bỏ lại vô đây miếng. Ừ. Bỏ liền giờ hả? Ừ. Ừ. Cho tan màu ra luôn. Vậy con tưởng gần xong mới bỏ chứ. Vậy. Chứ đường nó đâu có đủ đỏ phải không mẹ? Không, xưa nó không có đẹp. Hồi xưa là mình làm phải bỏ màu thôi mẹ. Hồi đó thì người ta bỏ màu. Ừ. Nó khét chặt miếng bỏ vô. Giờ chị ca chặt mấy miếng gắt bỏ vô. Giờ mình làm màu gắt thì nó không có đỏ giống như cái màu ngày xưa. À, nhưng mà cái màu của trái cây á nó tốt cho sức khỏe ha. Đó, bỏ cái màu bỏ hột lựu. Dạ. Màu á, màu thực phẩm. Màu thực phẩm. Dạ. Vậy mấy đứa nhỏ mới ham đồ quét. Màu đẹp lắm Sơn, cái màu nó đẹp lắm. Còn giờ màu gắt thì nó không có đỏ được như xưa. Như được đẹp như chân. Được không? Sao con được thấy à? Nó chưa đỏ đó. Một lát không phải, một lát cái màu này nó sẽ nó lên màu nó lên không? Màu nữa. Ừ. Ừ, chứ đâu phải trắng nổn vậy. Ừ, như được đây. Con thì con thích màu đậm. Sơn Hà quậy vậy chồng á xíu. Dọc nước hả xíu. Một lát nó lên màu, cũng như mình không có bỏ màu này nó cũng có màu nữa mà màu nó không có đẹp. Ừ. Dục nước cộng mà xiên bỏ đi không? Theo con thì con thêm miếng nữa đó. Thôi. Đỏ đậm đẹp mà. Người ta đậm không, đẹp. Nhưng mà mình xào đường nó cũng lên màu nữa. Dạ. Ừ. Không biết rồi nè, nhưng mà thêm miếng nữa nó đẹp hơn. Thôi để vậy, từ từ tính. Dạ nó ra màu rồi đó. Bỏ cục đá vô xào không? Mẹ để đông lạnh vậy đó, đằng khi nào cần làm á là mình có sẵn màu. Chứ đâu phải lúc nào cũng có trái gắt làm sẵn. Mấy bịch trong tủ á. Nè, mình bỏ mấy bịch thanh long rồi bỏ mấy bịch trứng á. Mít nữa. Mẹ có bỏ màu thanh long vô được nè. Nó có bị bay màu không? Thanh long mẹ không chịu. Thanh long nó hay mất màu. Nếu mà mình xào lâu mất màu vậy. Mất màu. Mình làm rau câu được. Dạ. Còn mình làm rau câu mứt rau câu á phơi cái trắng nõn đó, ngộ quá chị. Ừ, có màu rồi nè. Với nước mình ruột nó ra nữa. Nước ra quá trời luôn, này mình phải xào cạn luôn hả mà. Cạn luôn, cạn queo luôn. Cạn rồi chút mà nước còn nhiều quá đó thì mình sẽ làm siro.
đó, mình có thể pha với đá bào ha. Đúng rồi, mình xào nó tới luôn, cà xèo mới vẫn còn dư nước. Dư đường thì mình bỏ riêng ra. Cái trái sơ ri mà mình xào đường vậy nè, mình đậm đá cho ngon. Ừ, đúng rồi. Dạ. Mà tốt nữa, tốt cho phổi á. Sơ ri á, người ta dùng nó là tốt cho phổi á. Nó ra màu nè. Dạ, đẹp quá. Mà nó phải làm sao đỏ như ngày xưa á, nó mới đẹp. Ở ngày xưa là màu thực phẩm đỏ. Dạ. Màu phải bỏ màu mới dữ vậy hả mày? Con này màu cam cam. Cái màu kia nó đỏ lắm Sơn, còn cái màu này nó không bằng đâu. Này nó cam cam. Nó không đỏ tươi như mực lụa được. Nó không có đỏ bằng màu kia. Còn có người người ta không có màu luôn mà người ta xào chỉ cái ra nước đường màu đường thôi à. Dạ. Nhưng mà nó không có được đẹp. Nó không đẹp. Không đẹp. Dạ. Chắc chắn là nó không đẹp. Lấy được nước màu đường thôi à. Dạ. Nó không có khét như nước màu. Nhưng mà nó không có đỏ. Nước xì tin á. Ngày xưa thì đâu có xì tin đâu bỏ. Dừa bỏ cái màu thực phẩm. Thực phẩm. Hồi xưa là ống màu, rồi sau là màu nước. Đó mẹ nghèo lắm mà mẹ thích nó rau câu. Cái mẹ nói mua hết dĩ màu vậy nó mất tiền quá. Mà mẹ muốn mua hết dĩ. Nó đủ màu mà không mua nổi nữa. Dạ. Mua vài chai. Màu thực phẩm mua không nổi nữa hả? Mua rồi đó nó mất tiền. Lúc đó ai cũng khó khăn rồi. Tại mình không tiền. Dạ. Rồi cái đi chợ cái mua màu đỏ, màu xanh, màu vàng thôi. Mà con thấy ai cũng vậy hết, không phải riêng nhà mình. Dạ, chút lấy chị Sơn Ca thấy thêm cục nữa. Sơn Ca thích màu đậm. Thôi vớt bỏ vô bịch được rồi, bỏ lấy chén. Cái này mẹ sai có sinh tố rồi chứ bộ. Dạ. Không phải nó được gì đâu. Còn con lấy ra nó còn bao, còn áo rồi lắm. Đây là mẹ lấy ra khỏi trái gất rồi mẹ sai thành bột. Rồi mới bỏ vô tủ đông để bảo quản. Ở đây mẹ có gì chút thiếu bỏ vô. Có thiếu thì bỏ vô. Nước lỉnh lãng vậy sao biết nào khô ta? Thì không, nửa tiếng là nó hơn đó. Mới mình cho nửa nhiều chút đi, chút rồi. Nhiều rồi, nhiều hết ra rồi. Dạ. Nước nhiều quá chừng nữa ta. Nước đường với là nước chìm ruột. Mình dắt vậy cái ngộ lắm rồi, nó lát nó tan ra mênh mông nè. Tại đường nó tan ra nè. Đường nó tan. À, Sơn Hùng ngày mai đi họp lớp nè, có xin theo không? Đãi bạn không? Không phải, đi sáu ấy là chơi mấy cái trò chơi, trò chơi liên gian. Sáng nhiều người mất mà. Con đang vô lớp chơi với bạn. Sao học lớp hả Sơn Hùng hả? Học lớp rồi có ăn gì đó. Con có con gà, con sơn. Sơn Hùng xin ba Sơn là mấy cái trà Nam Việt. Đặng đem vô trọng. Mai lại cho nè, sách lẫn. Mà ba Sơn đó là vô trọng không có nước sôi để pha trà. Nên lại cho cái mức này nè. Đem vô đẩy mấy bạn. Vậy là mai ba cho trà trà đào nha, cho thơm nha. Hộp trà đào. Cô cũng định lấy trà đào. Ba có trà ô long nhưng mà ô long thì người lớn thích, còn mấy bạn trẻ, mấy bạn nhỏ thì thích trà ô long, trà đào hơn, trái cây á. Ngon ha. Trời ơi, sao ngày cái lắc quá. Nói ơi. Té. Đó, cao. Thôi, mẹ ngồi trên. Mẹ xào này nhớ xưa làm bánh in mà xào cháo cháo ha. Sáng xào, chiều xào mà ngày này qua ngày nọ luôn. Chưa chín xào, xào nhân bánh in cực lắm. Chưa chín. Mỗi tay xào gừng cho gừng tới luôn vậy này rồi mới xào với chuối chứ đâu phải. Đơ mơ đâu, xào gừng cho tới đường luôn. Xào gừng xong rồi mẹ xào nhân chuối với lại gừng. Con đậu phộng. Con đậu phộng. Con mẹ. Còn như đậu thì xào đậu xanh. Rồi xào đậu xanh còn căng nữa. Mà xào chừng nào cho nó tới mới được. Thôi sao rồi nước chọc em sao không? Rồi chừng nào mà nó quấn lại luôn vậy nè. Xào sao mà cái cục nhưng nó quấn theo cái vậy nè. Nó không còn dính cái chảo nữa hả? Quấn theo. Sơn Hùng á, Sơn Hà thì đòi đi nhà banh. Anh Sơn Hùng thì ghẹo phải đi nhà banh không? Nắng nó đòi. Mình giờ mình phải từ từ mình xào lên để cho nó không bị khét đít. Còn cái nè.
Nước không là đâu cần trộn. Bắt vậy dao táo nè. Giờ lấy rêu rêu dao táo hả? Vậy cái dao táo nè. Nước nhiều quá, giờ chờ cho nó rút lại. Nãy giờ tầm 20 phút ha. À. Cho miếng nước tắt cho tôi. Chặn chặn cái hột lại. Cho miếng xíu tắt phải không ạ? Cho xíu tắt cho chua. Cho thơm. Dạ, rồi. Chào đi. Lên màu. Mẹ giờ chảo lại. Dạ, dốt rồi ba, ăn chùm ruột không? Quay cho giữa coi chùm ruột nè, mấy mốt về đây con để dành nha. Để dành thứ bảy dốt về nha. Ủa, vậy từng này dốt về hả? Ừ, từng này dốt về. Để về, để dành cho gì không? Cạn này ngon này. Vậy đó vừa đủ không? Vậy được. Bớt lại đi. Mẹ nãy giờ riu riu lại. Công nhận nãy thấy nước mênh mông rồi giờ nó cũng cạn ha. À, cũng mất khoảng 20 phút ở nhà ha. Khi mà nó cạn rồi nhanh phải trên 30 phút nó mới thành mất được. Chút nữa lấy đồ bỏ ra xíu thôi. Giờ mình làm cho nó khô luôn á. Khô lại luôn. Ừ, nó cạn rồi luôn sao. Dạ. Ở nhà thấy trái gắt màu đẹp ghê không? Màu đẹp quá chứ. Nó vẫn không có đỏ giống như cái hàng ngoài chợ bán ha. Ừ. Tại vì cái kia mình phải bỏ màu nó mới đậm được chị. Bỏ còn màu này, thực phẩm á. Thực phẩm á, này màu tự nhiên là nó đỏ dữ lắm. Nó khó làm đỏ. Này nó đủ nước á chị, nó trong bóng lên vậy ha. Nó không có héo. Rồi. À, nó xào cho nó thiệt là ráo luôn. Ừ. Nó không có bị dính mà hết mệt mạt á ha. Ừ. Nếu mà qua đường tới thành mứt kìa. Ừ. Thơm quá. Nãy mày cho xíu nước tắt chưa? Xíu nước tắt cho nó thơm. Nó thơm. Nãy cả nhà thấy lên màu đẹp kìa không? Xíu nữa nó cạn cái màu nó sẽ đỏ hơn nữa. Dạ. Giờ chắc chị phải xào thêm khoảng 5 đến 10 phút nữa. Chắc chừng 5 phút nữa là xong ha. 5 phút nữa là xong. À, nó càng chảo rồi ha. Ừ. Đây là màu đỏ đẹp rồi ha. Giờ mình phải cho ra ngoài nguội mới dám thử. Còn nóng dữ lắm á. Nóng. À, hai đầu bếp thay phiên ha. À, mẹ với chị nãy giờ thay phiên nhau là hết ra cũng 40 phút à. Đó hơn cái gì vượt á ha. Dạ. Còn làm chỗ bự thì lâu nữa. Nó chở bằng 2 kg vô. Chở bự thì mình phải lửa lớn. Chở bự thì cái thời gian nó lâu nữa. Nó nhiều quá. Rồi tới rồi nè. Rồi cho ra rồi nha. Chở nha. Hai trái này nguội thì mình lấy nó ra. Chờ bắt cái nó đi mẹ. Ừ. Thử. Cái này chi? Ừ, ăn. Còn ngày nóng. Vừa chua vừa không ạ? À? Vừa lắm. Dạ. Yeah. Vừa lắm. Nó chua chua. Vừa ăn không? Dạ. Yeah. Chứ nó không có độ chua nó cũng ngon hả? Nó không chua thì mình dắp thêm cái tắc. À, cả nhà thấy hồi xưa vậy ăn vậy đó. Ừ. Mình đâu có cái gì để đâu có tiền để mua chợ mua đâu. Hái chùm ruột, hái me mà mứt. Hái siri. Thôi nhiều quá mà ha. Ừ. Ừ. Chờ ngồi ra mình thử. Ngày mai cho Sơn Hùng đem vô trường học hả? Lại nó không lấy á. Nó thôi. Nó xin trà hả? Trà. Nóng lắm. Làm gì vậy? Nóng lắm nghe, phòng miệng nha. Rồi à, giờ để bạn Sơn thử cùng cả nhà mình ha. À, rất là nóng. Nóng dữ lắm luôn. Này nó không nóng được. À, cả nhà thấy nó bóng lửa đã không? Rất là ngon. Cái này, nó hơi chua chua ngọt ngọt. Chút mà nguội lại cứng lại. Rồi nhà nó còn nóng là nó mềm. Nó cả nhà thấy rất là nhiều luôn nè. Đẹp không? Này khi mà nó nguội lại nó sẽ cứng lên. Giống như ngoài chợ bán vậy đó.
Rồi, hôm nay Hoàng Sơn còn ở nhà mình thưởng thức món mứt chùm ruột nhà mẹ làm ha. Mẹ chị Sơn Ca với Xiến. Vừa rồi mình với Xiến đi hái nè. Rồi chị Sơn Ca mẹ theo phiên nhau xào cũng hết cả gần cả tiếng đồng hồ luôn. Rồi, cảm ơn cả nhà mình đã theo dõi nha. Hẹn gặp lại bà con mình ở video sau nha. Chào tạm biệt. Mứt đây. Mứt đây. Nóng lắm, nóng lắm. Nóng lắm đó. Mứt xuống hồ thôi. Ngon quá bạn. Có cái tắc vô thơm quá bạn. Ừ. Thơm. Nó sẽ nóng. Như con biết không? Nó trong nữa. Dạ. Trong suốt. Nóng quá. Rồi Sơn Hà bye bye cô chú đây Sơn Hà. Bye bye ông bà cô chú nha. Quay mặt lại đây. Lại đây con, lại đây con. Rồi Sơn Hùng bye bye ông bà nha. Rồi tạm biệt Sơn Hùng. Rồi cái này mình để ở nhà á mẹ. Rồi có khách mình mời nước trà với mứt này ngon lắm nè. Mình để như ngoài nhà. Cái này mời cô chú mình ghé nhà Nam Việt thưởng thức với trà Nam Việt nha. Trà ô long nha. Rồi hẹn gặp lại cả nhà mình ở video sau. Cho cô chú coi trái đi.